Thưa quý vị và các bạn, được sự đầu tư trang thiết bị của dự án hỗ trợ y tế khu vực Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng, gọi tắt là NOREP, cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của Bệnh viện Ca Trung ương, thì Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã chính thức triển khai kỹ thuật xạ trị bệnh nhân ung thư, mang đến nhiều lợi ích cho người bệnh. Không phải lặn lội lên tận Hà Nội để điều trị, giảm bớt khá nhiều chi phí ăn ở phát sinh. Đó là điều mà ông Lê Đình Ước, một bệnh nhân ung thư thực quản, thấy rõ khi được điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Bây giờ có coi như là bác sĩ có máy móc trở về đến Hưng Yên mình nên là chúng tôi không phải đi lên Hà Nội nữa. Đỡ tốn kém nhiều, ăn nghỉ nó thoải mái. Bác sĩ ở dưới này nhà ta điều trị nói chung là cũng tốt. Được sự hỗ trợ của dự án NOREP, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại gồm máy CT 16 dãy, máy xạ trị gia tốc đa mức năng lượng và các phụ kiện đi kèm. Đây là hệ thống máy xạ trị hiện đại nhất Việt Nam hiện nay với tổng trị giá khoảng 2,7 triệu đô la Mỹ. Đây là một cái tin rất là vui cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng như là các bệnh nhân ung thư ở tỉnh Hưng Yên. Nó sẽ làm giảm tải cho tuyến trên và giảm được cái gánh nặng về kinh tế cho người bệnh. Để ngày hôm nay chúng tôi có thể triển khai được cái kỹ thuật này, thì ngoài cái chuyện mà sửa chữa xây dựng cơ sở tầng để lắp đặt được máy, chúng tôi còn phải cử một đội ngũ bác sĩ, rồi nhân viên y tế đi đào tạo ở bệnh viện ca và các bệnh viện tuyến trung ương. Để triển khai hiệu quả kỹ thuật mới này, các bác sĩ và chuyên gia hàng đầu về điều trị ung thư của bệnh viện ca sẽ hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật cho bệnh viện. Xạ trị là một trong những cái phương pháp điều trị cơ bản đối với bệnh nhân ung thư. Thế thì trước đây thì chủ yếu là các máy xạ trị được tập trung ở các bệnh viện ở thủ đô Hà Nội. Vậy người dân thì cũng vất vả đi từ các tỉnh nơi xa đến bệnh viện, nên thường là cũng đến ở trong những giai đoạn muộn. Đây là một cái bước tiến mới, đặc biệt là đối với các tỉnh. Và đây các kỹ thuật về xạ trị ở bệnh viện hôm nay chúng tôi xuống ở bệnh viện Hưng Yên, thì các bạn thấy là chúng tôi sẽ dần dần tiến hành các bước từ những cái kỹ thuật đơn giản chuyển ra đến những kỹ thuật công nghệ cao, và dần dần những cái công nghệ này sẽ được chuyển ra một cách đầy đủ đến cho và phục vụ cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Và đây là một cái sự tiến bộ, một sự cố gắng rất lớn cả đối với phía bệnh viện tỉnh để tạo điều kiện cho người dân có được có phương án điều trị một cách tốt nhất. Ước tính 50-60% các bệnh nhân ung thư sẽ có chỉ định xạ. Việc triển khai được kỹ thuật xạ trị này thực sự là một tin vui với các bệnh nhân ung thư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận.